Messi ghi siêu phẩm giúp Inter Miami chiến thắng. Mặc dù Lionel Messi và Sergio Busquets tập luyện cùng toàn đội Inter Miami trong những ngày qua, nhưng huấn luyện viên Tata Martino vẫn không bố trí hai cầu thủ này ra sân từ đầu trong trận đấu với Cruz Azul ở League Cup 2023. Trước trận đấu này, Inter Miami thi đấu khá tệ khi không giành chiến thắng trong 6 trận đấu liên tiếp. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Cruz Azul. Ngay ở phút thứ tư, Moises đã tung ra cú dứt điểm chìm chéo góc. Rất may, thủ thành Caeder của Inter Miami đã xuất sắc cứu thua. Tới phút thứ 10, Rotondi của đội khách tiếp tục khiến cổ động viên Miami thót tim với cú dứt điểm trúng cột dọc. Sau đó, một cầu thủ của Cruz Azul đá bồi nhưng bóng đi lên trời. May mắn không bị thủng lưới, Inter Miami dần lấy lại thế trận. Đến phút 44, đội bóng của Beckham bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Taylor đi bóng khéo léo trước khi có pha dứt điểm chìm về phía góc xa mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Cruz Azul buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Antuna ở phút 65. Trước đó, huấn luyện viên Martino đã tung cả Messi và Busquets vào sân. Trong bối cảnh đội nhà gặp khó, Messi đã chứng minh phẩm chất siêu sao. Phút 90+4, khi cả sân đã nghĩ về tỷ số hòa, Empolga đã khiến cả cầu trường nổ tung với bàn thắng vô cùng đẳng cấp từ chấm sút phạt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami.